Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai khi hiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống ở Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ của em Hằng, chia sẻ cùng quý chú anh chị mình một số cây bạch mai hoa hồng thanh tú với cúc đột đỏ, thân lắc dáng đẹp luôn ha cô chú anh chị. Kính mong quý cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ cho Thúy Hằng luôn ạ. Thôi em xin phép được vô clip luôn cô chú ha. Xin chào em Thúy Hằng ơi. Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và em là Hằng, số điện thoại của em là 0388 518 535. Đầu tiên em có cho quý cô chú anh chị một cây bạch mai ạ. Dạ, một cây bạch mai tàn ấm tàn luôn rồi quý cô chú anh chị ha. Dạ. Củ đế siêu to. Dạ, cây này đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Về mình thay sang cái chậu bonsai là để bạn ok ha. Dạ. Ờ, hoành hơn của em là 20. Dạ, hoành được 20. Cao cây của em là 61 ạ. Tán ngang của em là 80. Em xin giao lưu cây bạch mai này với giá là 2,2 triệu ạ. Mã số là B13. Dạ, B13 2,2 triệu. Cây này thân lắc lượng luôn hả mấy cô chú anh chị. Dạ, đế đẹp ha, thân lắc luôn nha cô chú anh chị ha. Hàng này, cây này mình chơi Tết là ok đúng không ạ? Rồi, chị đổi ha. Dạ. Mã số B14 em có một cây cúc đọt đỏ ạ. Dạ, cúc đột đỏ em này cũng tàn ấm mà phơm thân lắc luôn ha cô chú anh chị. Với lắc lượng. Hoành thân của em là 11 năm. Cái này đế cũng nằm dài luôn á cô chú anh chị. Cao cây em là 62. Tán ngang của em là 42 ạ. Em xin giao lưu cây này với giá là 650, mã số B14. Dạ, một cây cúc đọt đỏ 650 nha cô chú anh chị. Cây này Tết mà ra 2-3 cây đọt nữa là ngon lành luôn ạ. Dạ. Mã số B15 em có một cây dạng phúc ạ. Dạ, cúc dạng phúc nha cô chú anh chị. Mình ghép với cái phôi mai vàng, thân lắc tàn dù luôn nha cô chú. Ghép được 3 chột ghép. Hoành thân của em là 95. Dạ. Cao cây em là 44. Tán em có là 39. Em xin giao lưu cây dạng phúc này với giá là 600 ạ. Mã số B15. 600 ngàn cô chú anh chị nha. Nhạc dáng rơm rơm. Vậy mình vô cái chậu bonsai là ngon lành nha cô chú anh chị. 600 ngàn một cây cúc dạng phúc. Cây 16 em có một cây cúc dạng phúc ạ. À, cúc dạng phúc thân cái lắc này thân dáng lắc lượng luôn. Cái này về cô chú anh chị mình lọc cái tam giác lợp là ngon lành luôn nha cô chú anh chị. Hoành thân của em là 13,5. Dạ. Đế nằm dài luôn nha cô chú nha. Tán ngang của em là 69. Cao cây em có là 66 ạ. Em xin giao lưu cây dạng phúc này với giá là 950, mã số dạ. B16. 950. Mình ghép thì nhiều bo đều tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Chọc ghép thì già luôn rồi ha. Về cô chú anh chị mình có thể test được mặt bông luôn à. Hoặc là mình lấy bo nhân giống được liền nha cô chú anh chị. Thân lắc luôn. Rồi chị đỡ ha. Rồi mã số. Mã số B17 em có một cây thảo ly à. Rồi một cây cúc thảo ly luôn cô chú anh chị. Cây này em có dán thôi cũng rách lượng. Cái co này nó cũng rắc lắm. Hoành thân của em là 13. Đế là nguyên một bể đế luôn ha cô chú. Cao cây của em là 76. Tán ngang em có là 43. Em xin giao lưu cây thảo ly mã số B17 này với giá là 750 ạ. Dạ, 750 cô chú anh chị ha. Một cây cúc thảo ly, hàng này cũng bo già rồi nha cô chú anh chị. Ghép cái chọc ghép ra cũng lớn rồi ha. Thân thì dặn lắc đế đẹp luôn ạ. Dạ. Rồi 750 mã số B17. Dạ. Chị đã ha. Dạ. Mã số B18 em có một cây cúc họ hương ạ. À. Rồi em này tàn thân lắc lượn luôn nha mấy cô chú anh chị. Ờ, hoành thân với là 95. Dạ. Cao cây cũng là 71.
bán em có là 56. Em xin giao lưu cây cúc họ Hương này với giá là 700 ạ, mã số B18. Dạ 700 ngàn nha quý cô chú anh chị nha. Cây này mà thành phẩm cái nữa tàn ok hết cô chú. Dạ. Bo già hết trơn luôn ạ. Đều tàn. Cây này giá từ 6 chột ghép nha cô chú anh chị. Dạ chị đợi ha. Dạ. Mã số B19 em có một cây bạch mai ạ. Bạch mai mà phong cao trực lắc luôn cô chú anh chị nha. Cái này lập tàn dù là êm luôn ạ. Quỳnh Hương của em là 10 rưỡi. Xỉu. Cao cây của em là 61. Tán em có là 50. Em xin giao lưu cây bạch mai này với giá là 750 ạ. 750 nha cô chú anh chị ha. Thân thì lắc đế đẹp luôn ạ. Rồi chị gửi luôn nha. Dạ. Chụp mã số B. Dạ mã số B20 ạ. 20. Em có một cây thảo ly. Dạ cúc thảo ly ha, cây này thân lắc đẹp luôn, dáng nha cô chú anh chị. Dạ. Hàng bo già hết trơn rồi, về cô chú anh chị mình có thể test mặt bông luôn, có cái bút xanh xanh nha cô chú anh chị. Thân lắc nhà đế là nguyên một bệ đế luôn ạ. Quanh thân của mình là 13 rưỡi. Cao cây em có là 76. Tán ngang của em là 60. Em xin giao lưu cây thảo ly này với giá là 900. Dạ, cúc thảo ly 900 ngàn nha quý cô chú anh chị. Đế có đế luôn nha. Dạ. Về cái mình ghép cái đuôi này thêm nha cô chú anh chị. Rồi 900 ngàn cây mã số. Dạ mã số B20. Dạ mã số B21 em có một cây mai quắn ạ. Dạ mai quắn ghép với phôi mai vàng thân lắc luôn cô chú anh chị. Cái quắn của nó đang rủ xuống nhìn cũng rất là dễ thương cô chú ha. Quắn khích luôn ạ. Quỳnh Hương em có là 12. Dạ rồi 12. Cao cây của em là 52. Tán ngang của em là 45 ạ. Em xin giao lưu cây mai quắn này với giá là 900. Mã số B21. Dạ 900 ngàn nha cô chú anh chị. Thân thì lắc mà đế đẹp luôn ha. Mã số A B21 900 ngàn một cây giỏ từ sắn. Rồi chị đổi luôn ha. Dạ. Số B22 em có một cây cúc tây thi ạ. Dạ cúc tây thi cũng ghép với phơm thân lắc lượng luôn nha cô chú anh chị. Quỳnh Hương của em là 13. Dạ 13 ngoài cái đế nó nằm dài luôn cô chú anh chị nha. Cao cây của em là 72. Tán ngang của em là 48 ạ. À. Em xin giao lưu cây cúc tây thi này với giá là 750. Dạ 750 nha cô chú anh chị. Mã số B22 ạ. À. Cái này mình ghép cũng được 6 chồng ghép hàng bo già hết rồi cô chú anh chị. Rồi xin lỗi ha. Dạ. B23 em có một cây cúc hoa hồng ạ. À. Dạ một em hoa hồng thanh tú á cô chú anh chị, cái tàn nó như cái đuôi con công nó xẹ ra luôn vậy. Thân lắc luôn cô chú anh chị. Quỳnh Hương của em là 11 rưỡi. Đế nguyên bệ luôn ha. Cao cây của em là 69. Tán ngang em có là 66 ạ. À. Em xin giao lưu cây hoa hồng thanh tú này với giá là 850. Dạ 850 nha cô chú anh chị. Cây này tàn đã đều hết trơn luôn ạ. À. Thân thì lắc lượng nha cô chú. Giờ mình lấy bo được liền lắm luôn ạ. À. Rồi 850 một em hoa hồng thanh tú. Chị đổi luôn ha. À, mã số B23 em có một cây cúc đọt đỏ. Dạ cúc đọt đỏ nha cô chú anh chị ha. Dáng này nó siêu siêu nha cô chú. Nó muốn quét em. Cái đọt màu đỏ rất là bắt mắt ha. Về cô chú anh chị mình có thể test mặt bông luôn ạ. Bình thường của em là 13. Dạ. Gần 19. Ủa lộn, 13 còn 14. À tính 13 hả? Cực dạ. Cao cây của em là 62. 13 còn 19. Tán ngang em là 62. Ủa, 62 luôn ạ. Dạ. Dạ em xin giao lưu cây cúc đọt đỏ này với giá là 1 triệu 1. Mã số B23. Cúc đọt đỏ nha cô chú anh chị, tàn ấm tàn hết trơn luôn ạ. À. Rồi chiều đó bụng mẹ quýnh rồi.
Ê, nó quắn tự thân luôn. Cái kho này rất là gắt luôn á cô chú anh chị. Đế thì nằm dài luôn á, nguyên một bệ đế luôn á cô chú anh chị. Lót luôn à. Rồi, 1 triệu à. 1 triệu mốt ạ. 1 triệu mốt nha cô chú, mã số B23. Rồi. Đây cũng là cây cuối clip bên em, thì cuối tuần em xin kính chúc quý cô chú sức khỏe, nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Dạ, rồi em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị ha.